Thưa quý vị, thời gian gần đây, một số cây xăng tại thành phố Hồ Chí Minh và miền Tây vì nhiều nguyên nhân phải tạm dừng việc bán hàng ngắn ngày, lợi dụng tâm lý bất an và không muốn xếp hàng chờ đợi tốn thời gian của người dân. Nhiều nơi thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu xuất hiện một số điểm bán xăng tự phát ngay trên vỉa hè và dưới lòng đường. Một số cây xăng vỉa hè bán với giá từ 30 đến 35 ngàn đồng một lít, không chỉ thừa nước đục thả câu. Cách buôn bán này còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nóng 24 giờ dọc các tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái này là bao nhiêu thôi? Đây lấy cả cô lấy 65 được, 70 ngàn lấy 65 được. Sau khi thống nhất, cô gái này quyết định chỉ đổ 1 lít xăng với giá tiền 35 ngàn đồng trên đường xa lộ Hà Nội, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Giá bán trên đã chênh lệch hơn 12 ngàn đồng so với giá hiện hành tại các cửa hàng xăng dầu. Mình lựa chọn đổ xăng ở đây tại vì nó tiện. Mọi người đổ tập trung ở cây xăng đông quá, mình không có nhiều thời gian để chờ đợi nên là mình lựa chọn đổ đây cho tiện cái công việc của mình. Người bán nói là xăng thì mình đổ thôi chứ mình cũng không biết đến chất lượng của nó như thế nào nữa. Hình ảnh xăng được chiết ra từng bình nhỏ 1 đến 2 lít và để trên các thùng xốp, viên gạch, ghế nhựa chào bán và bán với giá chênh lệch như trên rất dễ bắt gặp ở nhiều tuyến đường như xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức, đường Nguyễn Văn Linh, quận 7, Phạm Văn Đồng, quận Gò Vấp. Để có được nhiều lít xăng bán lẻ như thế này, những người bán hàng sẽ dùng xe máy để đến các cửa hàng để đổ xăng, sau đó hút xăng ra để bán. Việc này sẽ được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ông mua một cái cốc xe xong ông đang hút chỗ khác ông hút đi. Đó, ông lại ông hút mấy cái can đây này. Ông lại đi mua một bình xăng nữa. À, ông chồng ông có đi, buổi sáng ông đi có 2-3 nơi đổ can thì ông mới rút ra rồi đi chỗ cái cây xăng khác. Hành vi bán lẻ xăng dầu khi không có giấy phép kinh doanh, không đủ điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy sẽ bị xử phạt hành chính đến 30 triệu đồng theo khoản 2, điều 14, Nghị định số 99 năm 2020.